Như tôi nói rằng là mỗi một cái quan điểm của mỗi một nhà đầu tư nó phải rành mạch, là nó tùy thuộc vào cái nguồn tài chính của các bạn nó có dư giả hay không. Cái tiền đó, nếu như chúng ta tiền đó kiếm được bằng cái việc là từ hai thùng hoa quả thì để mang đi đầu tư nó khác, đúng không? Còn nếu mà chúng ta tiền đó là tiền đầu tư kinh doanh làm ăn chúng ta nó sẽ khác. Những người doanh nhân mà dùng tiền để đi đầu tư ngoài ngành nó khác, bởi vì cái tiền chúng ta phải đầu tư chính ngành của chúng ta. Nếu sản xuất họ được cần tiền cho sản xuất, nếu mà kinh doanh dịch vụ chúng ta người ta cần tiền cho dịch vụ. Còn tiền nhàn rỗi để đầu tư bất động sản là câu chuyện khác. Còn nếu những người đầu tư bất động sản như là một nghề thì nó là hoàn toàn khác, đúng không? Và vì vậy cho nên là tôi không nói được rằng là cái loại hình bất động sản nào sẽ tốt hay không tốt trong thời gian tới. Tất nhiên có một vài gợi ý, ví dụ như tôi vừa nói đây là các bất động sản liên quan đến hạ tầng, bất động sản về warehouse tức là kho tàng, về bến bãi, hay những bất động sản mà liên quan đến về thương mại dịch vụ, nó có thể nó sẽ tăng trưởng trong thời gian tới cùng với lại cái sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đây là đang là một cái nhu cầu thực sự, đúng không? Thế thì bất động sản, bên cạnh đó bất động sản nhà ở trong phân khúc về đối với tiêu dùng thì vẫn đang là một cái xu hướng tốt. Vì sao? Vì nó là một cái quy luật, tức là cứ khi nào mà bất động sản nó đi lên, bắt đầu từ cái nhu cầu cơ bản, cái tháp Maslow người ta đã nói rồi, nói gì thì nói, nhu cầu cơ bản là vẫn nhu cầu không thể thiếu, đúng không? Ai cũng nhu cầu phải có cái nhà để ở. Thế còn khi bất động sản nó lên cao quá rồi, những người mà có nhu cầu để ở, người ta rất khó để tiếp cận với lại cái nhà nó đắt quá, thì người ta chỉ chờ đến lúc nào mà thị trường nó xuống drop như này thì đấy là cơ hội vàng cho những người đầu tư bất động sản để ở, mua nhà để ở, nhu cầu thật, tiêu dùng thật. Thế khi mà nhiều nhu cầu thật và tiêu dùng thật nó bắt đầu phát sinh, nó tăng dần lên, thì bắt đầu là rất nhiều nhà đầu tư nhảy vào mua để bán lại cho những người có nhu cầu để ở. Thế đến thêm một bước nữa là những người gọi là nhà đầu tư amateur để mua đầu tư cho bán nhà ở thì nó tăng lên nữa và kiếm được lời, thì nhiều nhà đầu tư khác nhảy vào phát triển lên cái sản phẩm bất động sản để bán cho các nhà đầu tư, để cho các nhà đầu tư bán lại cho người mua để ở, đúng không? Và cái đó nó sẽ bắt đầu là tăng cầu dần dần nó khiến càng thu hút cái nguồn cung nhảy vào, và đến lúc nào đó quá nhiều nó sẽ vỡ, là tức là cung over cầu, vượt quá cầu, đúng không? Không tiêu thụ được nữa, hoặc là cái nguồn tiền đã bị cạn hạn hẹp, đồng vốn không đủ xoay lại, đúng không? Hiện nay chúng ta thấy là xung quanh thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều dự án, mà các dự án càng lớn thì càng chết. Những dự án cứ tầm được khoảng vài trăm hecta trở lên, tôi thấy là ở Long An đếm sơ sơ cũng thấy vài dự án toàn là 500-700 hecta đến 1.000-1.200 hecta, đúng không? Những cái vùng như là Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Sơn cũng rất là lớn, Nhơn Trạch hay là Đồng Nai, đúng không? Đồng Nai cũng dự án cũng bên bờ sông Đồng Nai tới 1.200 hecta. Những dự án đó cực kỳ căng thẳng bởi vì nguồn vốn nó tiêu thụ rất là kinh, mà trong khi là nếu chúng ta chưa làm đồng bộ được thì chúng ta rất là khó bán. Như đó là những cái mối nguy hại. Thế thì bây giờ quay trở lại câu chuyện là đầu tư vào cái gì, thì đấy, như tôi nói là đầu tư vào cái gì nó cũng có cái hay. Nếu chúng ta đầu tư mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta hiểu rõ về cái lĩnh vực mà chúng ta đang đầu tư nó là cái gì và đặc thù của cái loại bất động sản đó ra sao. Vì nếu như chúng ta đầu tư một cái sản phẩm là phát triển một cái dự án mà từ không có gì, từ đất ruộng hoặc đất bờ sông như là sông Đồng Nai hay là ở Long An để phát triển thành một cái dự án, thì chúng ta phải nghĩ đến thời gian để hoàn thành nó phải mất được khoảng đâu đó khoảng từ 10 đến 50 năm chúng ta mới có thể hoàn thành được, đúng không? Những dự án hàng nghìn hecta thì tôi nghĩ rằng có khi phải 50 năm mới xong, mới bán hết được. Phú Mỹ Hưng bây giờ bao nhiêu năm vẫn chưa xong, vẫn còn có sản phẩm bắt đầu bây giờ mới chào bán, mà họ chỉ có mấy trăm hecta thôi, chưa đến 200 hecta, đúng không? Cả đô thị Nam Sài Gòn mới 400, còn Phú Mỹ Hưng có, tôi nhớ chính xác lắm, 180-200 gì đó, bây giờ vẫn chưa xong mà bắt đầu làm từ năm 93, đúng, bắt đầu làm từ năm 93 và khoảng đâu đó khoảng năm 97-98 thì đó bắt đầu bán sản phẩm. Sốt nhất vào khoảng năm 2004-2005, Phú Mỹ Hưng rất sốt. Và đến bây giờ cũng chưa bao giờ hết sốt cả, vẫn còn có hàng để bán. Thì đó là những người phát triển bất động sản đi rất là dài hơi và người đều có cái tầm nhìn, mà đó mới là bất động sản. Còn nếu mà chúng ta kiểu như là cứ hớt váng theo kiểu chỗ đào lên để đầu tư bỏ tí tiền rồi xong ngày mai hy vọng bán lướt đi ngay, thì chúng ta rất dễ bị gọi là bị lật. Đúng không? Rất dễ bị lật nếu chúng ta không biết cách. Nếu chúng ta có thể đầu tư lướt ván, nhưng mà cái loại đầu tư lướt sóng đó thì chúng ta cũng chỉ lên lướt sóng ở một tỷ lệ nhất định, và chúng ta cũng phải có một cái quan điểm rất rõ. Mà nếu là nhà đầu tư lướt sóng thì điều yếu tố quan trọng nhất người ta quan tâm đó là gì? Là tính thanh khoản, mua xong phải bán ngay, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Là lợi nhuận, không phải là lợi nhuận trên cái giá trị bất động sản, mà lợi nhuận trên cái gì? Trên số tiền bỏ ra, trên vốn chủ, ROE mới là quan trọng. Ví dụ mua một cái nền, đúng không, hay mua một cái nhà chung cư, mặc dù nó không lên giá hoặc lên giá rất chậm, nhưng nếu chúng ta khéo chúng ta vẫn có thể là kiếm được tiền bằng cách là chúng ta chỉ xuống tiền khoảng 10%-20%, sau đó bán đi, ví dụ xuống tiền 10%, chúng ta mua với giá 1 tỷ,
chúng ta chỉ cần bán với giá là gì? 1 tỷ 050, tức lãi có 5% thôi. Đúng không? Tăng giá có 5% thôi. Thì từ 1 tỷ cho đến 1 tỷ 050 là rất dễ. Nhưng trong thực tế chúng ta mới bỏ ra có 100 triệu. Đúng không? Bỏ 100 triệu lãi 50 triệu còn muốn gì hơn nữa. Có đúng không nào? Thì đối với những người lướt sóng lại phải có thủ thuật kiểu lướt sóng. Xuống ít tiền, lướt nhanh. Đúng không? Xuống ít tiền, lướt nhanh, tăng giá mỏng. Tăng giá mỏng nhưng trên số tiền bỏ ra thì lại rất là ok. Và cái thứ hai nữa là gì? Vòng quay của vốn. Một tháng, cứ mỗi một cái chúng ta lãi 50% trên vốn bỏ ra, một tháng chúng ta làm cho tôi 10 cái xem. Có thành 500% trên vốn chủ không? Đúng không? Cứ bỏ 100 lãi 50, mà lúc đó lướt sóng rất nhiều. Thực sự đặt cọc 50, đặt cọc 100 triệu xong rồi lãi chênh được 50 triệu rất nhiều. Có đúng không? Nếu mà lúc thị trường lướt sóng nó tốt, chuyện cực kỳ nhiều. Những cái dự án bọn tôi làm là thường thường là đặt cọc 100, tôi nói xin lỗi, lúc mà nó tức là cách đây khoảng 4-5 năm, thị trường đang rất tốt. Lúc đó không phải đặt cọc 100 triệu mà để lãi được 50 triệu đâu, đặt cọc 100 triệu lãi 500 triệu là chuyện bình thường. Thật mà, nhưng bởi vì sao? Cái tổng cái giá trị của nó là tới khoảng độ chục tỷ cơ. Cả một cái nhà hơn 100 m², cả bao gồm xây một trệt 2 lầu 3 lầu, một trệt 3 lầu thì giá trị nó khoảng chục tỷ. Mà giá trị chục tỷ thì nó tăng lên 500 triệu nó chả là cái gì cả. Thế nhưng thực tế là chúng ta mới bỏ ra có 100 triệu. Đúng không? 20 ngày sau mới phải số tiền. Mà trong 20 ngày đó thì ông nào mà gọi là cứng, gọi là rắn, gọi là bản lĩnh thì có thể là neo giá 500 triệu mới bán chênh. Nhưng nếu mà không cứng thì thôi cứ là bán 200 300 ok. Vì chúng ta mới bỏ có 100 triệu. Nhưng nếu mà một tháng chúng ta làm cho tôi khoảng 10 vòng như thế, tốt không ạ? Quá giàu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để nhận các video tiếp theo, vui lòng ấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông.